Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác vào 21 giờ hàng ngày trên kênh YouTube của đồng hồ Quang Lâm. Ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục trên tay với các bác một vài mẫu đồng hồ đã qua sử dụng và các bác mà đang quan tâm và yêu thích mẫu nào trong video thì hãy nhớ mã số trên thẻ thác của từng chiếc rồi truy cập trực tiếp vào website đồnghoquanglam.com để đặt hàng. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 1900 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 696699, và hai số này thì bên em có dùng cả Zalo để các bác có thể gửi những cái hình ảnh qua. Đầu tiên của ngày hôm nay thì em có về với các bác một chiếc đồng hồ của Oren. Đây là một chiếc Oren Marco 3. Chiếc này là hàng đã được bán ra rồi nhưng mà chưa có dấu hiệu sử dụng. Và ở đây các bác sẽ còn bốn cái mắt thừa này. Thẻ bảo hành nội địa các bác nhé. Valid only in Japan. Ở đây thì các bác sẽ có cái mã của chiếc này, nó là RNAA 0001B, bán là 41.800 yên. Chiếc này của em thì nó là hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Cái đồng hồ này thì nó chưa có dấu hiệu sử dụng các bạn. Người ta có cắt mắt rồi đấy nhưng mà vẫn chưa bóc cái siêu khóa, gần như là chưa đeo lần nào. Tình trạng thì còn phải đến tầm 99,9%. Đẹp như hàng trưng bày. Không một vết xước sát. Rất đẹp. Chiếc này là size khoảng tầm 41,5, 42. Và độ dày ở đây là 13,4. Lắc em đo được ở trên chiếc Marco 3 này nó là 46,5. Nó hợp với anh em có cổ tay vừa và cổ tay to, từ 15.5 trở lên là anh em đã đeo Marco rất đẹp rồi. Mặt dial ở trên chiếc này thì nó sẽ có màu đen, 12 bộ cọc số đính nổi, bộ kim, lưỡi kiếm và mũi tên khá là to bản. Dạ quang thì sáng đầy đủ trên thân kim và trên thân 12 bộ cọc số thì có dạ quang để các bác dùng. Ba kim hai lịch, chống nước 200m và cơ tự động kèm tên bộ máy là F692. Lịch ngày, lịch thứ các bác nhé. Lịch thứ này thì các bác có thể chuyển sang tiếng Anh để dùng. Mặt kính sapphire. Vành benzen thì có thể xoay được một chiều để tính được giờ lặn. Bên hông thì có núm chỉnh giờ góc 3 giờ, có logo hai chú sư tử của Oren. Còn mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số này. Epson là công ty mẹ của Oren. Water resistant, chống nước 23-200m nước. Toàn bộ thì được làm bằng thân thép không gỉ. Kính sapphire made in Japan. Máy F692. Với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cóp tối đa. Có đầy đủ tất cả các chức năng dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ cót tay. Kính sapphire các bạn nhé, dây thép đúc đặc, khóa có logo ở đây. Dây thì còn nguyên, thoải mái để các bác sử dụng. Các bác chỉ cần tay từ 15.5 trở lên là đeo Marco này rất đẹp rồi. Và chiếc này đồng hồ Quang Lâm về là 5.500.000, mã là 6932, 5.500.000 cho chiếc này. Tiếp theo thì em có với các bác một chiếc đồng hồ của Seiko. Đây là một chiếc Seiko chạy bằng pin. Chiếc này nó là hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Chạy bằng pin thường và hết pin là các bác đem đi thay. Tuổi thọ pin trung bình của những chiếc này nó tầm khoảng từ 2 đến 3 năm cho một quả pin chính hãng. Và khi mà các bác thay pin thì bên em sẽ thay thì pin chính hãng và hoàn toàn miễn phí nếu như còn thời hạn bảo hành. Như chiếc này là được bảo hành 1 năm. Hàng mới và hàng trưng bày nó sẽ là 2 năm. Size 40,7, độ dày là 12,0 và lắc tu lắc ở trên chiếc này là 46,8. Nó với những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nhỏ từ 15 đến 17 là đeo rất đẹp chiếc này. Đó. Còn đâu thì bộ khung vỏ của chiếc này thì còn rất đẹp các bác, xước một vài vết ở trên khóa thôi. Bên này có một hai vết lông mèo. Kính khoáng không xước, tình trạng còn 95%. Dây thì các bác yên tâm là như là hàng trưng bày. Đó. Chiếc này còn khoảng 95%. Mặt màu xanh tím than,
Đó. Có giờ GMT, lịch ngày, kim giây và chronograph từng phút. Dạ quang đủ để các bác dùng. Đầy đủ trên chân kim và đầu cắt chấm ở 12 bộ cọc số. Kính là kính khoáng cứng các bác nhé. Và ban đúng chỉnh thì không có logo. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số này. Chống nước 100m, thân thép không gỉ. Movement Japan Kane China. Sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Seiko ở Trung Quốc. Và bạn này nó là sản xuất lắp ráp cho thị trường nội địa Nhật. Đáy xoáy và dây da. Khóa cánh bướm chống gãy dây. Em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Một chiếc mặt màu xanh tím than rất đẹp. Size 40 mm các bác nhé, 40 40,5. Nó hợp với anh em tay từ 15 đến 17. Là đeo thoải mái đẹp trên này. Bảo hành 1 năm và giá là 2 triệu 800. Mã là 5387, 2 triệu 800. Còn các bác nào mà thích màu xanh ngọc lục bảo thì các bác có thể quan tâm sang chiếc hàng mới này của em. Chiếc này thì còn đầy đủ hộp các bác nhé. Em show cho các bác cái đồng hồ trước. Chiếc này là SBTR017, 33.000 yên. Khác nhau cái màu mặt và tình trạng cũ mới. Chiếc này thì siêu lướt, còn chiếc này thì nó là hàng chưa dùng. Chiếc này là 3 triệu 700. Hàng mới các bác nhé. Và nó chỉ khác nhau cái màu mặt dial thôi. Chiếc này là mặt màu xanh ngọc lục bảo, kim cọc mạ PVD màu vàng. Còn lại thì tất cả các thông số thì đều giống hệt nhau. Chạy pin, kính khoáng, size 40, chống nước 100m. Sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Seiko ở Trung Quốc. Và sản xuất lắp ráp cho thị trường nội địa Nhật. Dây 22, 22, 20, 18 các bác nhé. Dây da và khóa cánh bướm, rất xịn. Chiếc này thì khi mà gửi hàng bên em sẽ gửi đầy đủ theo cả hộp của nó cho các bác. Ba triệu bảy trăm cho chiếc này. Mã của chiếc này nó là 6779, giá 3 triệu 700. À, tiếp theo hôm nay em có về với các bác một chiếc hàng mới của Fubo Design. Chiếc này nó dành cho các bác thích những chiếc đồng hồ với thiết kế lộ tim, lộ cơ nhiều nhất có thể thì các bác có thể quan tâm chiếc này. Fubo Design Warranty Card là thẻ bảo hành nội địa của hãng. Hộp của nó là cái hộp tre. Hộp tre xong nó ghép lại bảo vệ môi trường. Một chiếc cơ tự động các bác nhé. Chiếc này thì các bác có thể check cái mã tham chiếu của nó là Fubo Design F2501BP BPB KBK. Đấy, là mã của chiếc này 26.400 yên. Trong một chiếc hàng mới thì em săn được với chiếc này một chiếc hàng mới nguyên. Size khoảng 42,5. Dày 12,3 và lắc ở đây em đo được nó là khoảng 50,4, nó hợp với anh em tay vừa tay to, từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Thiết kế chỉ có 3 kim và 1/3 là lộ máy. Fubo Design này. Kim giờ, kim phút, kim giây dạng lỗ rốn và ô cửa sổ lỗ tim automatic. Có dạ quang các bác nhé, trên thân kim giờ, kim phút, kim giây, đầu 6 chấm và 6 cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Đủ để sử dụng. Mặt kính khoáng cứng, viền thì được mạ PVD màu vàng hồng. Ở mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số này. All stainless steel, toàn bộ là bằng thép không gỉ. Đó, máy của Miyota Japan. Ở đây nó còn cái siêu đáy thì về các bác sẽ bóc ra nhé. Đây còn cái siêu ni lông đáy. Chung dòng máy với các dòng của Citizen. Ở trên này nó sẽ có chuyện luôn là Miyota Japan 21 chân kính, 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót tối đa. Chống nước 53 là 50 mét nước. Tắm giặt thoải mái. Có cót tay và có đầy đủ dừng kim dây khi rung núm chỉnh giờ. Đi kèm là dây da và khóa xiên có logo của Fubo. Một chiếc cơ tự động chống nước 50m, có cót tay và có dừng kim dây. Thiết kế lộ cơ skeleton. Và chiếc này thì đồng hồ Quang Lâm về là 2 triệu 950 nghìn. Mã 6784, 2
2.950.000 cho trên này. Tiếp theo là em có một chiếc nữa của Seiko. Đây là một chiếc Seiko 5 Sport, bản mặt màu Pepsi. Bản này thì nó cũng khá là hiếm hàng, lâu lâu nó mới về được một chiếc. Chiếc này thì còn đầy đủ cả hộp các bác nhé. Cái hộp của nó thì đang bị lẫn. Em sẽ show cho các bác cái đồng hồ trước. Đẹp như hàng trưng bày thanh lý. Các bác có thể thấy này, chưa thấy có một vết xước nào. Đó. Mặt kính khoáng cứng, khung vỏ viền còn rất đẹp. Chiếc này còn phải đến 98-99% về ngoại hình. Size 42, 13,3 là độ dày. Và lắc to lắc là 45,8. Hợp với anh em tay 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Mặt dial của chiếc này thì sẽ có màu xanh tím than, vân chảy tia. Và cũng là thiết kế 3 kim 2 lịch dạ quang sáng, quen thuộc của cái dòng Seiko 5 Sport này. Nào. Cơ tự động automatic made in Japan, máy 4R36. Cái vành bấn gen thì các bác sẽ có 1/4 là sơn màu đỏ, còn 3/4 còn lại là màu xanh tím than. Màu này người ta gọi là màu Pepsi. Đó, núm chỉnh giờ góc 4 giờ. Mặt kính Hatlex, kính khoáng cứng. Ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số như là made in Japan này. Thân thép không gỉ, chống nước 100m là đi bơi được thoải mái nhé. Chúng ta sẽ có máy 4R36 với 24 chân kính, 21.600 tờ số dao động và 41 giờ tích cót tối đa. Có đầy đủ tất cả các chức năng dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ con tay. Con tay của trên này là 41 tiếng. Đi kèm là dây thép đúc đặc và khóa có logo của Seiko. Khóa có logo của Seiko. Dây còn nguyên, chưa cắt mắt. Như chiếc này thì các bác tay từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp rồi. Cái lắc của nó cũng khá ngắn, khá là dễ đeo. Đó. Cơ tự động có cót tay, có dừng kim dây, kiểu dáng thể thao. Và hàng siêu lướt các bác nhé. Còn thoải mái thì chúng ta dùng. Chiếc này 5.350.000 và mã là 6793. Giá 5.350.000 cho chiếc này. Tiếp theo thì em có về với các bác một chiếc của Seiko. Chiếc này cũng là một chiếc hàng đã qua sử dụng và siêu lướt. Đây là một chiếc Seiko Solar thuộc dòng Atron. Seiko. Chiếc này được bán ra vào 27 tháng 10 năm 2022. SBXI 049 là mã của chiếc này. Đây là cái thẻ bảo hành nội điện của Atron, bảo hành 2 năm khi từ ngày bán các bác nhé. Chỉ có hiệu lực tại Nhật, và như chiếc này thì đồng hồ Quang Lâm cũng bảo hành 2 năm tại Việt Nam để các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng. Dòng này nó là pin solar, kính sapphire và lịch vạn niên. Chiếc SBXI này có giá retail tại thời điểm giá ra mắt là khoảng 165.000 yên, là khoảng tầm 33 triệu. Cho một chiếc hàng mới thì cái này của em nó là hàng siêu lướt. Các bác có thể thấy được là gần như là không có một vết xước sát nào. Đó. Người ta mua sưu tầm người ta cũng không đeo. Chưa có một vết xước nào các bác nhé. Còn phải đến tầm 98-99% về ngoại hình. Size của chiếc này là size 43. Lắc ở đây em đo được là 47,8 và có độ dày ở đây là 11,8. Hợp với các bác tay từ 16 trở lên là đeo rất đẹp chiếc này. Mặt của chiếc này thì nó sẽ có màu ghi xám. Đó. Nó sẽ chia ra làm cái mặt dial ra làm 6 cái miếng. Đó. 6 cái tam giác bằng nhau. Đó. Và khi mà các bác nghiêng thì các cái vân ở các cái tam giác này nó sẽ lộ ra. Có logo này, lịch ngày. Đây là dual time, múi giờ thứ hai ở trên một chiếc đồng hồ. Các bác có thể setting là giờ kim dài, giờ Bangkok hoặc là kim sau đều này giờ của Nhật. Thì các bác sẽ có hai múi giờ trên một chiếc đồng hồ. Và bên trên góc 9 giờ các bác sẽ có lịch thứ dạng retrograde, dạng lịch giật. Nó nhảy hết thứ bảy thì nó sẽ quay ngược lại chủ nhật và sang thứ hai. Dạ quang sáng nhé các bác nhé. Đầy đủ trên thân kim và trên thân 12 bộ cọc số. Thoải mái để các bác dùng.
Vành Benzen là tên của 25 thành phố tương ứng với 25 múi giờ. Ba núm chỉnh phía bên hông không có logo. Mặt kính sapphire nguyên khối rồi, phủ chống lóa và lớp phủ siêu trong. Đó. Mặt sau thì các bác sẽ có pin solar không vỏ titanium, kính sapphire, chống nước 100m này. Máy 8B63 made in Japan. Có giờ thế giới, pin năng lượng và dây là titanium đúc đặc, toàn bộ hết, khóa có logo của Seiko. Chiếc này là lịch vạn niên tự động chuẩn đến 31 tháng 12 năm 2099. Ngoài ra thì nó sẽ có cả lớp phủ Comfortech, lớp phủ siêu trong này, lớp phủ bảo vệ khung vỏ và chống dị ứng. Dây thì còn nguyên chưa cắt. Như thế này thì các bác nên có cổ tay từ khoảng 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Cái lắc của nó khá là vát và đeo lên khá là gọn gàng. Và nó làm cái đồng hồ trở nên nó khỏe hơn một chút. Chiếc này là mã 6931. 19.600.000 các bác nhé. 6931. Có một chiếc thôi các bạn. Tiếp theo thì em có về với các bác một chiếc của thương hiệu Orange Star. Đây là một chiếc thương hiệu, một chiếc Orange Star dòng Diver Watch, dòng dành cho các bác mà hay đi lặn. Các bác có thể quan tâm chiếc này, kiểu dáng thì khá là thể thao. Hàng trưng bày thanh lý chưa dùng các bác nhé. Chiếc này có mã của em là RKAT 0104E, 93.500 yên. 18 triệu hơn cho một chiếc hàng mới. Cái này là hàng trưng bày thanh lý chưa dùng các bác nhé, còn mới nguyên. Size 43, dày 13,7 và lắc em đo được ở trên chiếc này là 48. Nói với anh em có cổ tay vừa và tay to là đeo chiếc này thoải mái đẹp. Mặt dial trên chiếc này thì nó sẽ có màu xanh dương. Đó. Vân trái tia 3612 là cọc số học trò, các ô cọc còn lại là cọc vạch theo index. Dạ quang có trên thân kim và thân 12 bộ cọc số thì đầy đủ dạ quang để các bác dùng. Thoải mái để sử dụng, có kim chỉ báo năng lượng này, có logo, ô cửa sổ lỗ tim và Japan gắn tên bộ máy F6R4. Vành benzen thì xoay được một chiều để tính được giờ lặn. Mặt kính sapphire nguyên khối các bác nhé, núm chỉnh giờ thì có logo. Đó. Ở mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số này. Epson là công ty mẹ của Orange. Made in Japan, máy F6R4, chống nước 200m, thân thép không dị và kính sapphire nguyên siêu. Dây là dây da các bác nhé, khóa cánh bướm chống gãy dây và dòng lặn thì cái dây da của nó rất là dày dặn. May các đường chỉ rất là chắc chắn. Thoải mái để các bác dùng. Máy 50 giờ tích cót, có cót tay, có dương kim dây với 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và 50 giờ tích cót tối đa. Thông số của bộ máy F6R4 này. Và khi lên tay thì các bác nên có cổ tay từ 16.5 trở lên là các bác đeo chiếc này sẽ đẹp. Như tay em nó là tay 17. Và chiếc này nó sẽ có giá là 7.650.000. 6786 các bác nhé, 7.650.000, còn một chiếc. Tiếp theo thì em có về với các bác một chiếc của Seiko. Đây là một chiếc Seiko SARV006. Một chiếc hàng chưa qua sử dụng, còn đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm. Chiếc này là SARV006 với giá bán lẻ đề xuất là 30.800 yên, khoảng 6.200.000 cho một chiếc hàng mới. Size 42, dày là 12,2 và lắc em đo được là 51,2. Nó hợp với anh em có cổ tay to từ 16 trở lên là đeo chiếc này sẽ đẹp. Mặt dial ở trên chiếc này thì nó sẽ có màu nâu cà phê và vân chạy tia. Thiết kế 3 kim 2 lịch, dạ quang sáng, có đầy đủ dạ quang ở trên thân kim giờ, kim phút và
thân của 12 bộ cọc số thì đều có giác quan để các bác dùng. Logo lịch ngày lịch thứ cơ tự động made in Japan và máy 4R36. Vành Antorin ở bên trong thì sẽ chia vạch chỉ phút từ 5 đến 60, dễ dàng để nhìn được số phút các bác nhé. Mặt kính Hatlex, kính khoáng cứng của Seiko. Viền và núm chỉnh thì được mạ PVD màu vàng hồng. Còn ở mặt sau đây các bác sẽ có các cái thông số này. Made in Japan, chống nước 100m, thân thép không gỉ và máy 4R36. Đáy xoáy, dây thép đúc đặc, khóa thì nó sẽ có logo của Seiko. Ba kim hai lịch có cót tay, có dừng kim dây và máy của nó là 40 giờ 41 giờ tích cót. Với 21 chân kính và 24 chân kính và 21.600 tần số lao động. Các bác chỉ cần có cổ tay từ 16 trở lên là đeo chiếc này sẽ đẹp. Khá là dễ đeo. Chiếc này là mã 6681, giá 4.950.000, mã 6681. Tiếp theo là em có một chiếc của thương hiệu Citizen. Đây là một chiếc Citizen thuộc dòng pin Eco Drive. Chiếc này cũng là Titanium. Đó. Tình trạng thì cũng còn rất đẹp các bác nhé. Khung vỏ dây cũng không có xước sát mấy. Chiếc này em đánh giá nó cũng còn khoảng tầm 95% về ngoại hình. Dành cho các bác tay nhỏ với size khoảng 40. Dày là 9,6. Và lắc to lắc ở đây nó là 46,6. Các bác nên có cổ tay từ khoảng 15 đến 17 là đeo đẹp chiếc này. Trên mặt dial của chiếc này thì nó sẽ có là màu ghi xám, ba kim một lịch và có lịch vạn niên. Đó, Japan kèm tên của máy, máy dùng là máy H149. Chỉnh giờ thì các bác rút muốn núm ra một nấc, đó, sau đó chọn các cái múi giờ tương ứng với các cái thành phố mà các bác đang sống. Việt Nam thì các bác chọn theo Bangkok, viết tắt là BKK. Mặt kính sapphire nguyên khối các bác nhé, phủ chống lóa và có lớp phủ siêu trong. Bàn núm chỉnh có xước một tí này. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản. Chống nước 100m made in Japan, có lớp phủ Duratec này, máy H149. Pin Eco Drive không cần phải thay, khung vỏ titanium. Dây toàn bộ là titanium đúc đặc. Và em sẽ lên thử trên tay 17 chiếc này. Chiếc này thì các bác nên có cổ tay nhỏ thôi là đeo sẽ đẹp. Dây còn thoải mái cho tay 17 các bác nhé, 18 đeo được. Đó. Thoải mái cho tay 18. Các bác chỉ có nên có cổ tay từ 17 trở lại thôi là đeo chiếc này sẽ đẹp. Dạ quang để em check luôn các bác là có trên thân kim giờ kim phút và thân 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Màu xanh lam. Mã 6786. 4.850.000, mã 6786. Hôm nay em có một chiếc của Seiko. Chiếc này nó là một chiếc được Seiko mới cho ra mắt và bên em săn về một chiếc để review với các bác. Đây cũng là một chiếc Seiko 5 Sport, nhưng mà nó sẽ là một chiếc dành cho các bác có cổ tay vừa và nhỏ. Đó. Về kèm sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ, bảo hành nội địa và hướng dẫn sử dụng đi kèm. Có bảo hành nội địa các bác nhé. Chưa vào thông tin gì, có một chiếc để review với các bác thôi. Tiện đây thì nó sẽ có hai cái Seiko 5 Sport thì em cũng sẽ show luôn để các bác có thể thấy được là chiếc này nó sẽ dành cho các bác tay nhỏ hơn mà vẫn thích đeo những dòng đồng hồ thể thao như thế này. Tay nó chỉ có 14.5, 15 thôi. Đó, mà đeo những chiếc như thế này thì các bác quan tâm sang cái dòng này. Vậy là dòng SBSA máy 4R36 các bác nhé. Chiếc này được Seiko tung ra mắt vào khoảng tháng 3 năm 2023, tức là trong năm nay. Đó. Và ở nó có cái một mặt cái màu xanh khá là lạ. SBSA 299 với giá bán lẻ đề xuất là 40.700 yên, 8.140.000, size khoảng 37,5, dày 12,1, lắc ở đây em có là 43,5, hợp với anh em tay nhỏ, khủ tay từ khoảng tầm 14.5 đến 16.5 là đeo đẹp trên này. Mặt màu xanh và thiết kế ba kim hai lịch, dạ quang sáng, thoải mái để dùng. Chiếc này thì nó có cái kim giờ kim phút, có viền được mạ PVD màu vàng.
cơ tự động, máy 4R36, vành benzen vẫn xoay được một chiều để tính được giờ lặn các bác nhé. Mặt kính khoáng cứng này, đánh số từ vành benzen đánh số từ 10 đến 50. Chỉ phút, núm chỉnh giờ góc 4 giờ cũng không có logo. Ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số. Made in Japan, máy 4R36, thân thép không gỉ, chống nước 100m. Đi bơi thoải mái được trên này. Dây thép đúc đặc, khóa thì nó sẽ có logo. Máy 4R36 thì các bác sẽ có đầy đủ gót tay và dừng kim dây. Với size số cơ bản là cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày. 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và 41 giờ tích gót. Đây, run núm chỉnh giờ kim dây sẽ dừng và có gót tay. SBSA229 là mã của dòng này, mã của chiếc này. Lên tay 17 của em thì nó sẽ hơi nhỏ một chút, nhưng mà các bác nào tay 15, 14.5, 15 mà thực sự rất là yêu thích những chiếc đồng hồ thể thao, muốn đeo để nó làm khỏe cái cổ tay lên thì các bác, chiếc này nó là một sự lựa chọn khá là hợp lý cho các bác. Mã 6947, 6.680.000, mã 6947. Tiếp theo em có một chiếc nữa của Seiko. Đây là một chiếc Demi vàng, cũng là dòng Seiko 5. Dòng Seiko 5 7S26, cơ tự động. Chiếc này là RNKP14J1, chống nước 50m và máy 7S26 cơ tự động các bác nhé. 50m là các bác đi tắm giặt thoải mái rồi, hàng chưa dùng mới nguyên. Ở đây em có thiết kế của chiếc này với size 43, dày là 12,0 và lắc tu lắc em đo được là 50. Nó hợp với các bác tay to từ 16 trở lên là đeo sẽ đẹp. Mặt màu trắng sữa, kim cọc mạ PVD màu vàng, có logo lịch ngày lịch thứ, cơ tự động 21 chân kính và chống nước 50m. Made in Japan, máy 7S26. Dạ quang có ở thân kim và cuối 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Đó. Đủ để sử dụng các bác nhé. Trên cái vành Antorin nó là các cái cọc số La Mã. Chỉ giờ. Mặt kính Hatlex, kính khoáng cứng này. Viền và núm Demi ở dây nữa. Mạ PVD màu vàng. Mặt sau thì các bác sẽ có Made in Japan, máy 7S26 chống nước 50m, cơ tự động Seiko 5 Japan. Dây là dây thép lá uốn lại các bác nhé, dây thép lá này, không phải là thép đúc đặc. Đó. Một chiếc rất đẹp của Seiko. Chiếc này mã 6916 và 4.450.000 là giá của chiếc này, 6916. Em có một chiếc nữa của Orange này. À, một chiếc Orange. Chiếc này nó là thuộc cái dòng dòng diver, dòng đi lặn. Hàng chưa dùng các bác nhé, đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm, bảo hành quốc tế. Dòng này về cái kiểu dáng khá là lạ, cổ điển của Orange và nó được phục chế lại. Đó. Với bộ máy F692 của thời hiện đại thì các bác sẽ có một chiếc đồng hồ chống nước 200m, máy cơ tự động có gót tay. Chiếc này nó sẽ có tên là Orange RNAA0E05B, bây giờ bán lẻ đề xuất là 49.500 yên, khoảng gần 10 triệu cho một chiếc hàng mới. Size khoảng 43,4 và độ dày là 13,8 mm. Lắc em đo được ở trên chiếc này nó là 46,5. Nó hợp với anh em có cổ tay vừa và tay to là đeo chiếc này rất đẹp, thoải mái thì các bác sử dụng. Trên mặt đeo thì nó sẽ có màu đen là màu chủ đạo này. Cái viền benzen và các cái cọc số thì nó sẽ có màu xám và màu cam. Dạ quang sẽ có đầy đủ trên thân kim và đầu cọc số ở góc 12 giờ có dạ quang để các bác dùng. Có logo lịch ngày lịch thứ, máy F692 Japan. Vành benzen ở bên trong thì nó sẽ là chia các cái vạch chỉ phút để tính giờ lặn.
và các bác điều chỉnh ở cái núm ở góc 4 giờ này. Vặn được cả hai chiều các bác nhé. Kính khoáng cứng, hai núm chỉnh. Có logo của cái dòng này và ở mặt sau đây các bác sẽ có đáy kín với các thông số máy ép 692 này, made in Japan, thân thép không gỉ và chống nước 200m, siêu đáy thì về các bác sẽ bóc ra. Đó. Tương đương với dòng của SK, máy của SK và máy của Marco rồi. Và chịu nước như Marco các bác nhé. Xe to. Máy 22 chân kính 21.600 tần số hoạt động và 40 giờ tích cóp tối đa. Có đầy đủ tất cả các chức năng, dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ và có hỗ trợ con tay. Bản này thì các bác nào tay to là đeo sẽ đẹp. Từ 16.5 trở lên là đeo thoải mái đẹp trên này. Chiếc này thì đồng hồ Quang Lâm có một chiếc thôi. 6.650.000, mã là 6819, 6.650.000 cho chiếc này. Tiếp theo là em có một chiếc của Seiko. Chiếc này là một chiếc Seiko Solar. Có hộp mắt thừa và cái thẻ tác, mấy cái thẻ tác còn còn. 24.000 yên cộng thuế, khoảng 5.3 triệu trong một chiếc hàng mới SBBX063, chống nước 100m, kính sapphire các bác nhé, pin solar. Chiếc này là hàng đã qua sử dụng rồi, cũng thuộc diện lướt đẹp. Mặt kính thì không có xước, kính là kính sapphire. Viền benzen thì có xước nhẹ, lông mèo, không cấn bóp pha đập. Dây cũng vậy, có xước một ít các bác nhé. Dây bên này thì còn đẹp. Chiếc này cũng còn phải đến trên 90% về ngoại hình. Size khoảng 39,3 mm, dày 10,2, 10,2 là độ dày, 46,8 là lắc tu lắc. Hợp với các bác tay từ 15 đến 17 là đeo đẹp trên này. Và mặt của nó thì nó sẽ có màu đen, vân trải tia. Và khi mà nó trải tia nó sẽ có hơi màu xám. Seiko, lịch ngày lịch thứ, solar và máy V158. Mặt kính sapphire các bác nhé. Chiếc này thì nó hoàn toàn không có dạ quang. Đó, nhưng mà kim cọc thì bắt sáng rất tốt và được đính nổi. Núm chỉnh giờ thì nó sẽ có logo, không có logo. Mặt sau các bác sẽ có độ chịu nước lên đến 130, 100m, là các bác đi bơi thoải mái được rồi. Thân thép không gỉ, made in Japan. Máy V158, Seiko đáy xoáy, dòng này tắm biển vô tư các bác nhé. Dây thép đúc đặc và khóa nó sẽ có logo của Seiko. Ba kim một lịch, kiểu dáng khá là đơn giản và tinh tế, chiếc này rất đẹp. Pin solar, chống nước 100m, kính sapphire. Hàng lướt đẹp, thoải mái để các bác dùng. Và nó hợp với các bác tay từ 15 đến 17. Chiếc này đồng Quang Lâm về là mã 7001, giá là 2.750.000, mã 7001. Các bác nào mà đang quan tâm và yêu thích chiếc này thì có thể truy cập trực tiếp vào website đồnghoquanglam.com. Các bác đặt hàng dưới mã là 7001 ở ô tìm kiếm và bên em sẽ gửi đúng chiếc đồng hồ theo đúng cái địa chỉ mà các bác yêu cầu. Ngoài ra thì các bác có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số hotline là 1900 3468, hai số di động 0915 559 883 hoặc số 0834 696699. Đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của buổi tối ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.